chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin bóng đá hàng ngày của bóng đá 24 giờ TV. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia xứng danh ông vua Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Malaysia với quyết tâm rất cao là giành trọn vẹn 3 điểm để khẳng định sức mạnh tại bảng G. Và thực tế thầy trò luyện viên Park Hang-seo đã có những đòn đánh táo bạo ngay ở những phút đầu tiên. Công Phượng với kỹ thuật và tốc độ của mình đã liên tiếp có những tình huống khuấy đảo hàng thủ đội bạn. Cơ hội đầu tiên đến với đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 16. Ở tình huống này Đoàn Văn Hậu đã có pha chớp thời cơ, bứt tốc độ rất tốt trước khi tung ra cú căng ngang đầy táo bạo cho Tiến Linh ở trong vòng cấm. Tuy vậy thật đáng tiếc khi tiền đạo của đội tuyển Việt Nam lại không thể tạo nên điểm cắt. Ở sau tình huống này, đội tuyển Việt Nam có thêm đà hưng phấn để triển khai những pha tấn công đẹp mắt và điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 27, bàn thắng mở tỷ số đã đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở tình huống này, Đoàn Văn Hậu tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc tên khi có pha đánh đầu chuyền bóng quá thông minh, tạo điều kiện thuận lợi để bản năng sát thủ của Tiến Linh lên tiếng, đánh đầu tung nóc lưới thủ môn Farizan. Trước khi hiệp một kết thúc, hàng thủ đội tuyển Việt Nam liên tục rơi vào tình trạng trao đảo ở khoảng 5 phút cuối. Đáng chú ý nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Trường ở phút thứ 38 với pha bay người đẩy bóng khó tin thì rất có thể đội tuyển Việt Nam đã không giữ vững được lợi thế. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Malaysia khi đã ở trong thế không còn gì để mất đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và quả thực thầy chó luyện viên Tan Cheng Hoe đã thành công. Phút thứ 70, Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm với De Paula và cũng chính là cầu thủ này đã ghi bàn trên chấm penalty cho đội nhà. Tuy vậy đội tuyển Việt Nam vẫn luôn cho thấy đẳng cấp của mình so với đối thủ. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo Văn Toàn đã đem về lợi thế cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bằng việc đem về quả penalty ở phút thứ 80. Quế Ngọc Hải đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa đội tuyển Việt Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, mặc cho sau đó đội tuyển Malaysia đã rất nỗ lực để hy vọng có bàn gỡ. Khi đội tuyển Việt Nam khó, có Tiến Linh lo. Tiến Linh đang làm rất tốt nhiệm vụ của một cây săn bàn khi liên tục lập công, khai thông bế tắc cho đội tuyển Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà AFC đánh giá Tiến Linh là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Công Phượng hay Tuấn Anh có thể là niềm cảm hứng, là khối động cơ để cả hệ thống chiến thuật được vận hành chân tru. Tuy nhiên để mưu cầu một chiến thắng, người mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc đến là Tiến Linh. Bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia ở phút thứ 27 trên sân An Maktoum đến như một điều đã được dự báo trước. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp khó trong khâu tấn công, Tiến Linh sẽ xuất hiện và mang về bàn thắng. Ví như trong trận thắng 4-0 trước Indonesia hôm 7 tháng 6, Mọi thứ sẽ chỉ dễ dàng và suôn sẻ sau bàn thắng của tiền đạo quê Hải Dương ở phút 51. Trước bàn thắng mở khóa ấy, tuyển Việt Nam tấn công nhiều, liên tục mở ra tình huống nhưng không thể thắng được hàng phòng ngự dày đặc bên phía Indonesia. Sau bàn thắng của Tiến Linh từ phút 51 trở đi, các học trò của ông Park làm chủ cuộc chơi và dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng tiếp theo. Đến một huấn luyện viên từng dẫn đầu ở đấu trường World Cup như ông Shin Tae Yong cũng phải thừa nhận, chưa từng gặp trận đấu nào thay đổi nhịp độ nhanh như trận Indonesia gặp Việt Nam. Một thế trận khác đã bắt đầu kể từ sau bàn thắng của Tiến Linh. Huấn luyện viên Park Hang Seo thì thẳng thắn nhận định Tiến Linh là tiền đạo có tố chất tốt nhất Việt Nam hiện nay. Điều mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn thấy ở Tiến Linh là bản năng sát thủ ở vị trí tiền đạo cắm nên ông tin sau bàn thắng vào lưới Indonesia, Linh sẽ tiếp tục phát huy bản năng ở trận gặp Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã đúng, không chỉ trong việc dự đoán Linh sẽ ghi bàn vào lưới Indonesia mà còn là ở cách ông gạt lão tướng Anh Đức trao ấn cho tiền đạo sinh năm 1997. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Tiến Linh là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam với 4 bàn thắng. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng mà còn là tính chất quan trọng với 3 lần mở tỷ số hoặc ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Sau đó siêu phẩm ở khoảng cách 25m giúp Việt Nam thắng tối thiểu UAE trên sân Mỹ Đình hôm 14 tháng 11 năm 2019 được truyền thông châu Á đánh giá rất cao. Trang chủ AFC nhận xét hồi cuối tháng 5 nếu việt nam đứng đầu bảng và tiến vào vòng loại cuối cùng họ chắc chắn sẽ coi bàn thắng duy nhất của tiến linh ở trận gặp uae tại mỹ đình là khoảnh khắc quan trọng nhất từ bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở lượt đi, cú sút xa vào lưới UAE hay hai bàn thắng vào lưới Indonesia và Malaysia mới nhất, Tiến Linh cho thấy sự toàn diện trong phong cách chơi bóng, chọn vị trí tốt, dứt điểm bén và sẵn sàng tung ra những cú sút khó. Cú đánh đầu vào lưới Malaysia trên sân An Maktoum giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế dẫn trước sau hiệp 1 và sẽ dễ tính toán thế trận hơn ở phần sau. Đó là điều huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn và ông hứa hẹn sẽ nhiều lần nhận về thành quả khi đặt niềm tin vào Tiến Linh. Văn hậu mắc sai lầm, văn toàn hóa người hùng. Mặc dù đoàn văn hậu mắc sai lầm chết người nhưng tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia với tỷ số 21, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng G. Trong cuộc đối đầu với Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định thay đôi cánh của tuyển Việt Nam khi để Hồng Duy Văn Thanh ngồi ngoài. Văn hậu trọng hoàng đá chính ngay từ đầu. Sự tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phát huy tác dụng khi Văn hậu thi đấu hay ở hiệp đấu thứ nhất. Hai cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ đường truyền của Văn Hậu. Tình huống đầu tiên là pha căng ngang cho Tiến Linh băng vào đệm bóng. Rất tiếc là tiền đạo của tuyển Việt Nam dứt điểm không tốt nên chưa có bàn thắng mở tỷ số. Nhưng ở tình huống thứ hai thì Tiến Linh đã lập công. Từ pha đá phạt góc của Xuân Trường, Văn Hậu đánh đầu truyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn ở phút thứ 27. Dù vậy, người hùng trong hiệp 1 của tuyển Việt Nam là thủ môn Bùi Tấn Trường. Anh có hai lần cứu thua 10-10 cho tuyển Việt Nam trước các pha dứt điểm hóc hiểm của tiền đạo Malaysia. Tuyển Việt Nam đã có cơ hội kết liễu Malaysia khi Hoàng Đức có đường kiến tạo ngon ăn cho Trọng Hoàng ở phút 65. Đáng tiếc là trong tình huống đối mặt với thủ thành của Malaysia thì Trọng Hoàng dứt điểm không chính xác, qua đó bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Pha bỏ lỡ của Trọng Hoàng càng đáng tiếc khi chỉ đúng 5 phút sau thì Văn Hậu mắc sai lầm lớn với tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Đợt Paula thực hiện chính xác để cân bằng tỷ số hòa một đều cho Malaysia. Trong thế trận buộc phải chơi tất tay để giành chiến thắng, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Văn Toàn và Đức Trinh vào sân thay cho Tiến Linh và Trọng Hoàng. Văn Toàn đã lập tức mang đến hy vọng cho tuyển Việt Nam khi anh bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút thứ 80. Trên chấm 11 m Quế Ngọc Hải thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Có thể nói Văn Toàn đã trở thành người hùng cứu số tuyển Việt Nam. Tình huống mang về quả 11 m của Văn Toàn đúng là quý như vàng để tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm. Các đội tuyển Đông Nam Á thảm bại, chỉ còn Việt Nam nuôi mộng World Cup 2022. Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vẫn còn hy vọng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuyển Việt Nam vừa có thắng lợi kịch tính 2-1 trước Malaysia để duy trì ngôi đầu bảng G. Hai bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải giúp đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có 17 điểm hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Thêm một điểm ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam chắc chắn lọt vào vòng loại cuối với ngôi đầu. Tuy nhiên, ngay cả khi không có điểm, tuyển Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội góp mặt ở vòng sau với tư cách là một trong bốn đội nhì có thành tích tốt nhất. Chiến thắng trước Malaysia đã giúp Việt Nam mở nút thắt khó nhất, đồng thời loại đối thủ khỏi vòng đua tranh vé đi tiếp khi hơn tới 8 điểm. Cũng ở bảng G, các đội tuyển Đông Nam Á còn lại như Thái Lan, Indonesia không còn hy vọng lọt vào vòng sau. Thái Lan bị dập tắt cơ hội sau khi chỉ có một điểm ở hai trận gặp Indonesia và UAE, trong khi Indonesia sớm hết khả năng đi tiếp sau 5 trận thua đầu tiên. Ở bảng A, Philippines kém đội nhì bảng Trung Quốc 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận, bảng đấu còn hai lượt kém đối thủ ở cả hiệu số đối đầu và hiệu số bàn thắng bại, cơ hội dành cho Philippines là không còn. Ở bảng C, Campuchia đứng cuối bảng với 1 điểm sau 8 trận, nhận tới 44 bàn thua. Campuchia cũng thiết lập kỷ lục nhận thua đậm nhất ở vòng loại World Cup khi thua tới 0-14 trước Iran. Sau trận đấu đêm 11 tháng 6, Campuchia tiếp tục thua 0-10 trước đội bóng Tây Á ở cuộc so tài lượt về. Ở bảng D, Singapore chỉ giành 7 điểm sau 7 trận, xếp hạng 4 và nhận 19 bàn thua, kém đội nhì bảng 5 điểm, chỉ còn một lượt trận, Singapore cũng hết hy vọng. Ở bảng F, Myanmar đứng bét bảng với 6 điểm sau 6 trận. Aung Thu cùng các đồng đội phải nhận những thất bại nặng nề như 0-10 trước Nhật Bản hay 1-8 trước Kyrgyzstan. Trong khi đó, Lào không tham dự vòng loại World Cup 2022, còn Brunei, Đông Timor không vượt qua vòng loại đầu tiên. Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đang là đội tuyển duy nhất tiến sát ngưỡng cửa lịch sử. Chiến thắng ở vòng loại World Cup một lần nữa cho thấy vị thế số một khu vực không thể chối cãi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Bóng đá 24h TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.